Hồ Tấn Tài không hài lòng, tranh cãi gay gắt với huấn luyện viên Kiatisak. Huấn luyện viên Kiatisak đã có chiến thắng thứ hai liên tiếp cùng Công an Hà Nội trước Sông Lam Nghệ An. Trên sân Vinh, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng đội bóng ngành Công an đã có thể giành 3 điểm nhờ sự tỏa sáng của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Chiến thắng này cũng giúp Công an Hà Nội tiến thêm một bậc trên bảng xếp hạng vào top 4. Đáng chú ý, ngay sau trận đấu với Sông Lam Nghệ An, khi huấn luyện viên Kiatisak và các học trò đang đi ra khu vực cổ động viên để tri ân, Hồ Tấn Tài đã tranh luận với huấn luyện viên Kiatisak. Hậu vệ này có phần không hài lòng về những quyết định của chiến lược gia người Thái. Anh nói, mình chơi phòng ngự phản công mà sao anh lại thay hết tiền đạo ra. Anh thay hậu vệ vào thì ở trên không có ai, mình phải đủ người thì mới chơi phản công được chứ. Sau đó, huấn luyện viên Kiatisak cũng lập tức phân trần với cậu học trò về quyết định của mình. Hồ Tấn Tài khi nghe được những lời giải thích của người thầy cũng trao đổi nhẹ nhàng lại và không có phản ứng gì thêm. Ở trận đấu với Sông Lam Nghệ An, sau khi có được bàn thắng, huấn luyện viên Kiatisak đã thay hết hai tiền đạo ngoại binh của mình bằng hai trung vệ Tiến Dụng và Tấn Sinh. Về chiến thuật của mình, huấn luyện viên Kiatisak tiết lộ rằng ông thử nghiệm một sơ đồ khác khi chơi với năm hậu vệ.